Hello, welcome back to Daddy Chicken Plant Zombie. Yeah, vào game. Tăng tốc game lên nào. Ủa. Vào phát mà mấy con zombie máy nó tấn công luôn. Chúng ta sốc điện rồi. Từ trên trời rơi xuống một đàn zombie rất là to, à, rất là nhỏ, mình bắt đầu tấn công chúng ta dồn dập rồi. À, có phù này, đội hình chúng ta có phù. Tuyệt vời luôn. Zombie chúa nó bắt đầu tấn công. Ủa ôi, đông thế. Đại nhạc hội gì mà đông thế. Kết thúc chưa đây? Mọi chuyện chưa chấm dứt ở đây đâu. Tiền dùng luôn cái nhân vật này với vô cùng. Mạnh mẽ gái. Chiều cuối cùng kết thúc. Mình sẽ dùng nhân vật khác như này. Nhìn ra 30.000 tiền này. À, cũng mất máu, mình tưởng có mất máu. Chúng ta nhắm góc 16-17. Nhìn ra thì không ổn rồi, phải cho nghỉ việc thôi. Trời, góc 30 rồi chứ nào. Không thì trúng. Chỗ này nó khó ném á. Cố gắng ném mà không trúng cái 37 chắc là trúng. Ôi không đúng. Và 2 trúng rồi. Ui.
28 chung chắc. 28, 29 thôi, cái góc này mình sẽ căng nhỉ em. Quá trưởng nhân vật mình chấm hết máu rồi. Thua rồi. Ui, kém nhá. Game này máu me rất nhiều. Chúng ta xem Plan Zombie 2. Yeah, vào game rồi. Trời ơi, ván này có những cái con zombie. Nó biết bay, biết bay, biết bay, biết bay. Thì mình đã chọn được đội hình như chúng ta. Ôi bắn kinh ơi. Ôi kỳ bắn ác đấy. Ơ, cái này nó tích quả cầu năng lượng như gì đây? Chưa rõ cái này là thế nào. Ơ, cái trường nó bắn hết rồi. Vô bắn ác, ôi. Ghê. Hai bên đấu súng như kiểu là ăn cướp với nhau. Mình có nhà đóng băng này nè. Ủa đồ băng này. Cái băng này mình đóng băng này. Ta có cái cây này nữa này. Bắn phi tiêu. Cái màn này là trên trên bầu trời ấy. À. Thua thôi. Yeah, nó hết game rồi. Chúng ta chơi Zombie Zombie. Sẽ có nhiệm vụ nào nữa. Party. Oh!
Thật tuyệt vời, hôm nay chúng ta chỉ có toàn zombie, không có quần nào khác. Sang game Plants Zombie. One go. Trời ơi, có zombie ra rồi. Bắn lâu lắm. Chúng ta sẽ cho cái tốc độ của âm nhạc nó bé đi. Cho nhanh. Lâu quá nhờ, trò này chơi lâu quá nhờ, nó cũng bắn nhanh như hại mấy cái game đầu mình chơi. Mấy game đầu chơi nhanh lắm. Bắt đầu rồi, tổng tấn công của zombie. Cái con zombie cầm cờ này, cho nó để đây này, chết một phát bao luôn này. Ui, ngu người, ngu người. Quá được màn này sẽ đến màn tuyệt vời hơn, đó là màn bowling. Chỉ cần một cái ô đây nữa. Yes. Còn game nào không nhỉ? Chúng ta còn zombie cake. Yeah.
zombie phiên bản mới sao nhìn trông lạ thế này. Win win. Ôi sao. Đấy vào mà nơi thật đấy. Vào vị trí. Ồ, cái bắp cải khỏe thật. Cái này được nâng cấp thêm một cái đai nữa này, đai quấn đầu này, vô cùng mạnh mẽ. Combo hit phát cuối. Mà đêm lui lối. Mà đêm tối chuyển sang màu sáng rồi. Trong này có boss này. Thật đi. Xong đi cầm cờ. Bắp cải đấm nhanh thật. Thank you.
này chơi khá ok. 1 2 3, 1 2. Kẹo gì đấy? À, tiến sĩ zombie đã chế tạo ra một cái loại là hóa zombie thành siêu nhân. Bên đội đang nhìn đến mặt của zombie. Ôi cái nấm đầu đinh này, máu trầu lắm. Động thần là cái nấm đầu đinh ấy, rồi mướp bữa. Ôi zombie cá mập.